Nam Đỏ hiện tại là nữ ca sĩ Thùy Chi và hot streamer Virus. Người đẹp Phạm Diệu Linh tại thảm đỏ We Choice. Giới thiệu bình luận viên Mạnh An và game thủ Lê Vi. Xin mời chúng ta sẽ lưu sang live bên đây để chúng ta tiếp tục ạ. Chung tại thảm đỏ We Choice. YouTuber Soul TV. Xin giới thiệu trên thảm đỏ streamer Hạ My. Liên tục thảm đỏ là YouTuber Inisky. Xin giới thiệu lên thảm đỏ We Choice người đẹp Tường Vy. Xin giới thiệu lên thảm đỏ We Choice hot girl Thanh Tâm. Có mặt tại thảm đỏ We Choice Award là We Choice là vợ chồng diễn viên Xuân Phúc. Hoa hậu Mỹ Huyền, sĩ Lê Thị Quỳnh Mai cùng ekip của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tổng chỉ huy của đơn vị nghiên cứu, nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus corona mới, tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các trường hợp nghi. Xin giới thiệu nghệ sĩ violin Hoàng Rốt.
Xin trân trọng giới thiệu chị Khánh Hà, giám đốc marketing của Asus Việt Nam. Xin giới thiệu ca sĩ Thái Tuyết Trâm. Xin giới thiệu nữ diễn viên Quỳnh Nga. Nước môi, sáng lập của dự án Việt Sử Kiêu Hùng. Xin giới thiệu nữ diễn viên Trình Mỹ Duyên. Là nữ diễn viên Nam Thư. Xin giới thiệu mời chị Nguyễn Ngọc Thu, founder của Kết Nối Trẻ. Xin giới thiệu đạo diễn Danny Đỗ. Xin giới thiệu người đẹp Tống Khánh Linh. Xin giới thiệu cặp đôi Lê Thiện Hiếu và Tia.
Xin giới thiệu tại thảm đỏ, nhạc sĩ, nhà sản xuất Andy Nam Trường. Xin giới thiệu nữ ca sĩ Vũ Thảo My. Xin giới thiệu trên thảm đỏ nữ diễn viên ca sĩ Khổng Tú Huỳnh. Có mặt tại thảm đỏ We Choice Award là nữ diễn viên Ngọc Trinh. Xuất hiện cạnh nữ diễn viên Ngọc Trinh là nhà thiết kế Đỗ Long. Bên cạnh nữ diễn viên Ngọc Trinh là nhà thiết kế Đỗ Long. Có mặt tại thảm đỏ là người đẹp Nam Anh và Nam Em. Giới thiệu một lần nữa, Nam Em. Có mặt tại thảm đỏ hiện tại là rapper Hiếu Thứ Hai. Xin giới thiệu rapper Hiếu Thứ Hai từ chương trình King of Rap. Choice Award, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ekip bác sĩ phẫu thuật tách rời Song Nhi. Cùng chào đón ekip bác sĩ đến từ bệnh viện gồm tiến sĩ Trương Quang Định, phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, bác sĩ khoa hồi sức tích cực bệnh viện Nhi đồng thành phố, anh Hoàng Anh, chị Hồng Thủy và hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi. Xin giới thiệu tiến sĩ Trương Quang. Xin giới thiệu anh Hoàng Tuấn Anh, người phát minh ra máy ATM gạo giúp người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phần nào vượt qua khó khăn. Xin giới thiệu nữ diễn viên Khánh Vân. Cùng với Khánh Vân là Hậu Hoàng. Xin giới thiệu đạo diễn Cao Hoàng Tuấn Anh, đạo diễn Vũ Hồng Thắng và biên kịch Minh Châu.
thiệu diễn viên Thừa Tuấn Anh. Xin giới thiệu anh Alan Phạm và chị Thu Ngọc đến từ nhóm Mây Trắng. Xin giới thiệu Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Xin giới thiệu nhóm nhạc Chillies. Xin giới thiệu nam ca sĩ Vũ. Giới thiệu chị Lê Huyền Trang, PR Manager công ty cổ phần Uniband với các thương hiệu Ba Miền, Riva, Choco và Boncha. Là nam diễn viên Kiều Minh Tuấn. Liên tục có mặt tại thảm đỏ là diễn viên Giang Phúc Vinh.
Phương. Nguyên Khang. Hai vợ chồng em đi giám đỏ hôm nay à? Ai top? Dạ hôm nay em
nhìn là biết top rồi. Top hay bot? Ê, top, top, top hàng giờ nha. Top tối rồi bot. Top mặt trăng. Em đen sợ, thấy đen sợ. Xin giới thiệu nam diễn viên Võ Điền Gia Huy. Xin giới thiệu cặp đôi Miko Lan Trinh và Kenji. Tóc thì bị tóc nó rớt. Tóc này kiểu kiểu mà kiểu vậy hả? Sau khi ra MV Võ Hoàng Yến Châu thử cho ốc ma. Nay chị Yến để tóc lại quá. Diễn viên Nhâm Phương Nam và nữ diễn viên Quỳnh Lương. Này để mình nhớ. Nắm tay không rời luôn nè anh chị. Xin giới thiệu ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty VCCorp, thành viên Hội đồng thẩm định của WeChoice Award 2020. Thank you.
thiệu rapper Willa và Nami. Xin giới thiệu nam ca sĩ Kha. Chụp cho mình một tấm ảnh kỷ niệm, sau đó bước vào trong để theo dõi chương trình. Xin cảm ơn. Xin trân trọng giới thiệu hoa hậu Hồ Hà Nhi. Xin giới thiệu diễn viên Hải Nam. Và xin giới thiệu nam diễn viên Khương Lê. Của We Choice Award 2020 là một người đồng hành rất lâu năm với lễ trao giải. Xin mời diễn viên Puka. Nam diễn viên Huỳnh Lập. Xin mời nam diễn viên Lãnh Thanh. Một lần nữa xin giới thiệu nam diễn viên Lãnh Thanh. Đang ở trên thảm đỏ là nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi. Xin mời nam ca sĩ Ali Hoàng Dương. Xin giới thiệu nam ca sĩ ST Sơn Thành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mời người đẹp Hương Ly. Xin mời nữ diễn viên Kathleen Phan Võ. Xin mời stylist Diệp Linh Châu. Xin mời hoa hậu Lương Thùy Linh. Giám đốc điều hành và giám đốc kinh doanh của Hương Giang Entertainment. Xin mời hot girl. Xin giới thiệu gia đình Cam Cam. Xin giới thiệu hoa hậu Tư Minh. Đây là hai chàng trai đã làm sneaker chống nước đầu tiên trên thế giới từ cà phê. Xin mời giới thiệu nữ ca sĩ Chukisa. Xin giới thiệu nam ca sĩ Trọng Hiếu. Đây là dự án truyền thông sức khỏe của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Việt Nam. Dự án này bao gồm bài hát Gengovi do nhạc sĩ Khắc Hương, ca sĩ Min, nam ca sĩ Eric, video hoạt hình Gengovi do Hoàng Diễm Huyền và Giang Animation Artist thực hiện, cùng vũ điệu rửa tay của nam vũ công Quang Đăng. Xin giới thiệu MC biên tập viên Phan Trung Hậu. Nữ ca sĩ Thủy Tiên và nam cầu thủ Công Vinh. Xin giới thiệu hoa hậu Đỗ Thị Hà. Lệ Quyên cùng nam diễn viên Lâm Bảo Châu. Xin giới thiệu nữ ca sĩ Lệ Quyên và nam diễn viên Lâm Bảo Châu. Xin giới thiệu á hậu Phương Anh.
Hùng và Thiện Khiêm. Xin mời các ekip nghệ sĩ có thể tiến vào khu vực SACC để bắt chương trình được bắt đầu. Xin một lần nữa nhắc lại, xin mời các nghệ sĩ chưa kịp check-in.